Bạn, đây là chiếc Flex Pi. Flex Pi, và đây là chiếc tablet mà có thể gập lại gọn lại được thành một chiếc mobile. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước khá là lớn. Mình chỉ có một tay thôi, mình không cầm được. Và nó kích thước khoảng 7,8 inch gì đó. Một kích thước rất là lớn, và cái điểm hay của cái này đó là cái phần lưng này, nó có một cái đường gập gập ở đây, và chúng ta có thể gập đôi cái này lại. Đó, đây là một cái màn dạng màn hình cong, đây là màn hình AMOLED. Và khi mà chúng ta gập gọn nó lại như vậy thì cái giao diện của nó sẽ chuyển sang dạng mobile. Và đây là dạng điện thoại như này. Cái phần mềm của nó thì mình thấy là nó chưa được ngon cho lắm khi mà chuyển giữa các cái này với nhau. Thì nó cứ sao sao ấy, cảm giác nó không được ngon lắm, và nó sẽ tắt một phần màn hình đi. Nhưng mà cái phần màn hình này nó thường xuyên bị lỗi, rồi khi mà chạm nhầm vào ấy thì nó không được mượt và không được theo ý của mình lắm. Đây cũng là một cái rất là hay. Đây là giao diện điện thoại của nó khi mà được gập gọn lại. Cầm thì chắc chắn là nó sẽ không được hữu dụng cho lắm rồi, nhưng mà khi mà cái này nó rất là hay và thú vị, vì cái màn hình của nó khi mà được gập cong lại, các bạn thấy này, đó, nó được gập cong lại và cái giao diện của nó sử dụng hoàn toàn như một cái chiếc điện thoại bình thường thôi. Và sẽ có một vài ứng dụng ở đây sử dụng cái thao tác mà khi cầm một tay thì nó rất là dễ. Và tất nhiên là cái này rất khó có thể kiếm được một cái miếng dán màn hình nào mà dán. Và về cơ bản thì nó được làm rất là đẹp và nó sử dụng ở các mục đích khác nhau. Không biết làm gì, như kiểu là giàu quá mình gắn lên túi ấy, thì nó vẫn gắn được luôn. Và dạng điện thoại như vậy thì nó sử dụng rất là dễ. Và khi chúng ta mở ra thì cái này nó có cơ chế là nam châm để hít giữ hai cái phần nửa lại với nhau. Và khi mà muốn mở nó ra ấy, đây, mình chỉ có một tay nên là mở nó sẽ hơi khó. Chiếc máy tính bảng này sẽ mở ra dạng như một chiếc máy tính bảng bình thường, giống như kiểu một chiếc iPad vậy. Và cái cấu hình của nó thì các thứ thì mình sẽ hiển thị ở trên màn hình. Các bạn sẽ thấy là cái cấu hình của nó thì là một trong những cái cấu hình mà nó rất là mạnh tại thời hiện tại. Và cái giao diện của nó sử dụng rất là nhanh, mượt mà. Và cái này thì mình chưa tìm được nhiều những cái thao tác gọi là nó hay ho thú vị với cả chiếc màn hình cong này. Để vào một cái đặt xem phần display này. Sao nó không có tùy chỉnh gì cả. Như kiểu là nó chỉ có sleep, rồi phone. Đây, screen shortcut. Thì nó sẽ có thể, khi chúng ta gặp màn hình lại thì nó sẽ có những cái shortcut ở đây. Có thể add thêm vào. Cái này thì giống cái phần kiểu màn hình cong ở trên Samsung hay làm rồi. Rồi nó có những cái tính năng khác để hỗ trợ thì mình chưa có thể thực hiện sâu cũng như là thử nghiệm sâu hơn. Nhưng mà đây là một cái rất là hay. Gặp lại và gần như là không sợ bao giờ bị vỡ hay bị làm sao cả. Đây là những cái shortcut khi mà đó, camera. Cách thiết kế của nó cũng rất là thông minh. Khi mà ở mặt đây nó sẽ có hai camera, có cả đèn flash. Và khi các bạn cầm điện thoại theo một cái chiều như vậy chẳng hạn, và muốn mở camera, đây là khi camera mở lại. Còn muốn selfie thì sao? À, một khi mà muốn selfie thì sẽ phải lật lại. Đấy, lật lại như vậy thì chúng ta sẽ được một cái camera selfie. Và nếu mà muốn quay sang camera thường thì lại phải quay cái màn hình lại. Nó chuyển thì chưa được nhanh cho lắm, và cái mức độ delay của nó rất là nhiều. Mặc dù con chip thì như các bạn đã thấy, nó sử dụng con chip là mới nhất hiện nay, và mạnh nhất hiện nay là 855. Nhưng mà có lẽ là với cái màn hình này thì cái phần cứng không phải là cái quan trọng, mà nó sẽ là cái phần mềm. Vì nó thực sự là khi mà chuyển qua lại nó không được mượt cho lắm, và nó chưa được hay. Cũng đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, và mình phải đi cách đây mấy cây mới có thể tìm ra được cái này. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, và các bạn comment chia sẻ kiểu của mình ở bên dưới nhá. Nhưng mà theo các bạn thì liệu đây sẽ có phải là tương lai của smartphone hay không? Rồi các bạn comment chia sẻ kiểu mình bên dưới. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.